xe đó lên tắt, xe trắng lên tắt. Tối ngày hai cô chú quay quần với cháu nội vậy đó cả nhà. Cô nói làm sao rồi, có nghĩa là hôm mà em ngăn điện về cho gia đình là điện cho chú hả? Điện cho nhỏ thứ ba á. À, dạ. Là con gái của chú, dạ. Người thứ ba ha. Dạ. Rồi em ngăn nói sao? Khóc. Khóc là nói gì? Em nhớ nghĩ á. Quá xe. Em kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em đến nhà của ba mẹ của em Nghĩa, cái vụ mà bà kẹ Tân Châu đó cả nha. Chồng xuống tay với vợ bằng nhặt nhọn đó. Thì hôm nay đến nhà thăm cu Z là con của em Ngân và em Nghĩa cả nha. Thì bé nhìn tội nghiệp lắm. Nay mình đến mình có mua một ít trái cây cho bé cả nhà. Con chào bác, hôm nay bác khỏe nhiều chưa bác? Đã đỡ. Dạ, đây là mẹ của em Nghĩa nghe cả nhà. Thì hôm nay là con của em Nghĩa và Ngân nghe cả nhà. Đang uống sữa nè. Phải bác phải chụp, phải chụp. Đây là tên cúng cơm của anh là cu Z hả? Tên thầy Chậm Nhân, tên thầy Chậm Nhân đó. À, tên thường gọi. Thường gọi cu Z nhất. À, là dễ cả nhà ơi. À, còn bên cái anh hôm bữa với con đó, với bạn của ảnh ghé. Hôm có đi với bác trai qua bển á. Chút ghé thăm nhà mình. Cái này cũng còn dễ. Nãy giờ cười với bạn ấy. Dễ cái ghê cái này ngon. Nói cho con. Ban đêm ngủ ngon không? Uống trà sữa buổi sáng. Vậy đó hả? Dạ. Không khóc đi chưa? Dễ quá trời dễ luôn rồi. Nhưng trời biểu thì cái gì con lấy quá. Ba mẹ đâu rồi Z? Hả? Ba mẹ con đâu? Gì hả? Qua bé Ngân có điện hả? Gọi cho chị ba hả? Không lắm nữa, không nhớ Nghĩa. À, Ngân khóc. Không nhớ Nghĩa cái Ngân nó gì là Nghĩa nó như mấy tiểu thư cưng đó. Tiểu thư cưng nói rằng đứng mau ra tù đi. Đứng mau gì trong cưng. Thì bác gái nói là em Ngân có điện về video để gặp con mình đó cả nhà. Thì em nhớ con em khóc đó cả nhà. À, chúc cậu Lộc cho ăn nè. Nút á, cô lột cho nó nút nút cái này quýt ngọt ngon lắm. Có găng là ăn được rồi đó. Găng. Dạ. Ê. Nhà chơi với bà nội à. Hú hỉ với bà nội à. Ờ. Giờ này thì không lạnh, nên ta đi chơi nghỉ lạnh rồi. Nghe nói có gỡ cháu rồi, có gỡ không? Có. Dạ. Ngày qua gỡ này, nay đi chơi nghỉ dự rồi. À. Mới gỡ, dạ. À, con của hai em rất là dễ nghe cả nhà, rất là dễ luôn, không có khóc la gì hết trơn. Chúc vậy không con, nè tiếng gì cho nội coi coi, tiếng gì cục vàng của ông nội đó nghe cả nhà. Tiếng gì nội coi 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 à. À. Tối giờ hôm qua giờ cháu có khóc không chú? À rồi ảnh mà buồn bú mà đói thì quay sữa không kịp là anh khóc lên dậy gì lắm. À vậy anh đói anh mới khóc thôi nha. Đói mới không. Dạ. Chứ không đói cái này dễ lắm rồi. Dạ. Không dễ không ai nuôi chân. Thấy con. Đừng ngậm tay nghe con. Đói, đói cái nết dữ lắm hả? Đói dữ lắm. Anh anh dễ á. Đi sữa dạ.
Một đêm vậy nó uống mấy bình chú? Dạ. Dạ. Ông bà chú bác không có ai mà ông nội mình. Bà nội của em, của cháu Z, cũng là ba của, ủa cũng là mẹ của em Nghĩa. Kìa, xe đó lên tắt, xe trắng nó tắt. Cả nhà, thì bác đi lại, bác gái đi lại cũng đang tập để hồi phục cả nhà. Cái chân của bác đi khó khăn á. Tối ngày hai cô chú quay quần với cháu nội vậy đó cả nhà. Còn em bé là con chung của em Nghĩa và em Ngân. Này con ơi. Kìa chú kìa. Nắng chú kìa. Nè. Nè. Quay đây đặng để ghi hình cho mẹ con thấy nè. Gương mặt lên đây. Gương mặt lên đây. Gương mặt lên. Con đã trời nóng nực quá. À, hôm nay cô sức khỏe đỡ nhiều cho cô. Chúng tôi nhất mình đã đỡ định cấp. Dạ. Cô thì bị bệnh cái chân cả nhà. Cô bệnh sao đó? Tập hồi phục cả nhà. Năm Tết ba té, nằm tới bây giờ đi được là đỡ rồi đó. Vậy đó hả? Hai tháng mới là không có đi đâu, nằm tại chỗ luôn. Cái này đi được. Mấy ngày nay còn đi được cái này, có cái này dính thì đi vài bước. Rồi bây giờ trong gia đình là chỉ có chú để phục vụ cho vợ của chú và cháu của nội có mình nên. Rồi hàng ngày chú làm gì để sinh sống? Bán tiệm này sinh sống. Bán nước lặt vặt vậy đó hả? Thấy là cuộc sống là khó khăn mà cộng thêm là khó khăn rồi đó nha chú. Rồi còn không có nhiều nó chi bán lặt vặt cho bà con gắn lai. Trời nóng nực quá rồi. À, chú lấy ghế ngồi đi. Dạ. Nè, lấy ghế này cho chú ngồi. Đứng sủi vợ. Chứ trời nóng thật này mà ấm bé nữa mệt lắm. Ngồi đi. Thấy cái quạt quay quá. Thì hôm qua nay chú có nghe cuộc gọi hay là có gọi qua hỏi thăm gì không? Mới đây chắc cũng không đâu hả? Dạ. Có hồi hôm có ngăn hôm không gọi gì hả? Chú ngăn hồi là nghe hai đứa điện nào chuyện ngăn khóc. Ngăn khóc nó nhớ nghĩ nó khóc. Vậy nhớ Nghĩa nó khóc á. Cái nhìn cái khóc thì tôi cũng nói thì nó nữa, nó đi chẳng. Vì là như chắc như điện vậy đó. Ăn mà cái hình đó nhớ Nghĩa hay là nhớ Nghĩa, phải nhớ Trần ở lại này, thấy mày giờ mà không nhớ Nghĩa khóc. Rồi tới con như nó thì tôi kinh đó. Nếu cái tò nói sao cho mau cái tò thì lựa lời nói là cô nói sao, là có nghĩa là hôm em Ngân điện về cho gia đình là điện cho chú hả? Điện cho nhỏ thứ ba á. À, dạ. Là con gái của chú, dạ. Người chú ba ha. Dạ. Rồi em Ngân nói sao? Khóc. Khóc là nói gì? Nên nhớ Nghĩa. À, có nghĩa là em Ngân nhớ chồng, nhớ chồng. Nghĩa là chồng. Ha. Nhớ chồng khóc. Đây là con Ngân nói khóc. Nói là tội, rồi nói là mau ra tội ra. Đó mau ra. Dạ. Cái nằm khóc hoài. Thì theo trên đường biết đó thì nếu như khi mà ra tòa thì chắc là em Nghĩa này sẽ được một cái tình tiết giảm nhẹ về cái vấn đề lúc mà đã xảy ra sự việc á. Nhưng mà em Nghĩa này còn nhớ đến vợ của mình
Điều thứ nhất là em sẽ gọi về cho chị ruột của em Ngân, là cho chị ruột em Ngân biết là em Nghĩa đã lỡ có một cái hành động như vậy với vợ rồi. Cái thứ nhất là cho hay, cái thứ hai là gửi tiền, chuyển tiền cho chị của em Ngân. Cái nữa là em Nghĩa gọi về cho gia đình là chị ruột của em Nghĩa kêu chị ruột là phải chuyển tiền qua bệnh viện cho em Ngân. Đó là cái tình tiết mà sau này chắc có lẽ là em Nghĩa sẽ được giảm nhẹ về cái tình tiết đó. Tại vì lúc mà gây ra sự việc đó thì đôi khi là không có suy nghĩ, và đã lúc này đã xảy ra rồi thì đến lúc đó thì đã biết sai thì có dạ. Dạ. Cho con xin hỏi một câu là lúc nãy cô nói là em Ngân gọi video về cho gia đình á, thì gọi cho ai hả cô? Không biết gọi ai mà ngọn chị cho Như. Như là chị ruột của em Nghĩa hả? Dạ, chị ba Nghĩa nè. Chị ba của em Nghĩa. Dạ. Chiều qua là cấp 6 giờ mấy 7 giờ. Hai ba lần này nó khóc dữ lắm, nó khóc dữ lắm. À mà trong cái lúc khóc đó là hỏi chị ba chị ruột á, em Nghĩa là nhớ Ngân nhớ em Nghĩa hả, là dạ. Có nói với vậy luôn hả? Dạ. Dạ. Anh nội thương cháu nội quá chứ mới có 7-8 tháng mà lành. Nói vừa ngoài thưởng kịch thả làm cái gì là làm chẳng tập gì không uống sữa gì vậy con. Nhìn em bé rất là tội luôn cả nhà. Giờ cha mẹ đều không có ở nhà để mà chăm sóc cho cháu, rất là tội nghiệp cả nhà. Cái gương mặt y như mẹ nó. Nó y da mẹ đấy không? Dạ. Giống mẹ mà nước da nó cũng giống mẹ nữa. Thôi ấm hơn cho con nào. Cho kẹo kìa, cho kẹo. Bà cô chú anh chị em thì nói chung là cái câu chuyện của em Nghĩa và em Ngân thì quý bà cô chú anh chị trong khoảng thời gian 1-2 ngày nay thì cũng đã biết qua cái sự việc, cái câu chuyện nó đã như vậy rồi. Thì nói chung là bên nội cũng rất là thương yêu cháu nội và chăm lo cho cháu nội. Nói chung là sự việc của hai em thì em Nghĩa là người đã tác động đến vợ của mình. Thì cũng em Nghĩa cũng khoảng 20 mấy tuổi thôi, cái tuổi đời thì nói chung là cũng còn trẻ và còn nhỏ, cho nên là sự việc thì không có kiềm chế và không có suy nghĩ được. Nó đã xảy ra một cái vấn đề đáng tiếc rồi, thì người còn lại ở bên ngoài thì lo cho cháu nội tiếp tục như thế này. Thì ai xin cũng xin nói đến quý bà cô chú anh chị em, nói chung là sự việc thì chuyện nó đã lỡ thì nó đã lỡ rồi, thì người cha cũng biết cái trách nhiệm để lo cho cháu của mình. Quý bà cô chú anh chị em nào cảm thấy mà còn thương yêu cháu nhỏ như thế này thì quý ông bà cô chú anh chị có giúp cho gia đình chú và thím đây để có sữa tã cho cháu nhỏ, thì quý ông bà cô chú anh chị cứ gọi vào con số của gia đình thì gia đình sẽ nhận những gì mà quý ông bà cô chú anh chị chuyển trao và tặng cho cháu đây. Thì chú cho bà con số điện thoại, nếu như có bà con nào ta hỗ trợ cho cháu đây sữa tã đó thì sẽ gọi trực tiếp cho chú luôn ha. Dạ chú cho số điện thoại 0974 604 604 404 474 474. Chú tên gì? Tên Hùng. Chú Hùng. Rồi số điện thoại mà chú Hùng vừa đọc đó là số điện thoại của chú. Quý ông bà của chú anh chị em nào cảm thấy mà thương yêu gia đình và thương yêu cháu nhỏ đây, muốn tặng một ít sữa tã cho cháu để cho chú và thím bớt đi một cái gánh nặng. Nói chung là thím đây cũng bệnh, cũng đi đứng khó khăn, đi thì mắt phải nhờ một cái nạng để chống,
đó thì sự việc ở gia đình cũng rất là khó khăn, mong là được sự ủng hộ của quý bà chú anh chị em. Thì đến đây tạm dừng cái đoạn video tại đây, thì với một cái thông tin gì đó về lúc em Nghĩa ra tòa, hay là em Nghĩa có một cái án như thế nào, hoặc là em Ngân lúc mà ở bệnh viện và ra viện như thế nào, thì tất cả những người anh em ở đây sẽ gửi đến cái thông tin cho quý bà cô chú anh chị sau ha. Thưa cô chú anh chị, thì giờ cháu đói rồi đó cả nhà, thì giờ cháu uống sữa. Thì hôm nay đến thăm cháu thì cháu rất là ngoan nha cả nhà, rất là nghe lời ông bà nội. Thì đến đây em cũng tạm kết thúc video cả nhà, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Cả nhà thương thì bấm đăng ký và chia sẻ cho em để em có động lực cho tiếp video hơn cả nhà.